Hôm nay là ngày 22 âm lịch thì chắc chắn có rất là nhiều người lựa chọn là ở nhà để chuẩn bị cho mâm cúng ông công ông táo. Và cũng có rất là nhiều người có những lựa chọn khác, đó là xuống chợ hoa cổ truyền ở trên phố Hàng Lược, lựa chọn cho mình những cành đào cành quất hay là những bông hoa đẹp để về chơi Tết. Các loại đào và quất bày ở phố cổ chủ yếu là cây nhỏ để dễ vận chuyển và phù hợp trong không gian chật hẹp. Khách đến phố cổ vừa vãn cảnh vừa cảm nhận không khí Tết. Nếu có mua cũng chỉ mua các cành đào nhỏ, giá từ 80 đến hơn 100 nghìn đồng mỗi cành. Năm nay đào mùa năm nay nó lở sớm hết rồi, nó lở sớm mà Tết là hơi bị đắt. Đã 40 năm kinh doanh cửa hàng hoa trên phố Hàng Lược, thông thường quanh năm chỉ bán các loại như hoa cúc, hoa hồng. Cứ mỗi dịp Tết, bà Hòa lại nhập các loại hoa đặc biệt từ Đà Lạt hay nước ngoài. Thì có thanh liễu ngọc này, hoa tuyết mai nữa này, hoa đào nhật này, mai mỹ này. Độ bền của hoa cái này chơi được 3 tháng, cái thanh liễu ngọc này chơi được 3 tháng. Theo chủ hàng hoa tulip này, năm nay là năm đầu tiên chị bán dòng hoa này ở phố cổ. Giá dao động từ 200.000 mỗi một chậu tùy theo số lượng bông và cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Cái gốc em lấy từ Hà Lan và nhập khẩu về sao em trồng ở vườn rồi nha em. Những cái hoa nó lên rồi như này chơi ngoài riêng, còn những cái hoa mà nó mới nụ ấy thì mình phải chơi được khoảng hơn 2 tháng. Hiện nay phố hoa Hàng Lược bị thu hẹp rất nhiều, nhưng với nhiều người Hà Nội, ngày Tết không thể không đi chơi chợ hoa Hàng Lược. Những chợ hoa xuân không chỉ mang không khí xuân mới đến mọi nhà, mà đó còn là dấu ấn đậm nét, khắc sâu trong ký ức của mỗi người khi nhắc đến Tết.